Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Tôi là Nguyễn Trí Long. Hôm nay tôi đã quay lại và sẽ chia sẻ cho các bạn một cái video hướng dẫn để các bạn có thể mua hàng Trung Quốc ở trên WeChat. Tôi nghĩ đây là một cái video mà rất nhiều bạn cần vì mấy ngày gần đây ấy có rất nhiều bạn nhắn tin và gọi điện hỏi tôi về việc làm thế nào để mua được hàng ở trên WeChat của Trung Quốc. Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mua được hàng Trung Quốc ở trên WeChat nhé. Và các bạn cùng đón xem. Ok. Đầu tiên tôi phải nói luôn cho các bạn biết là trên WeChat ấy, chúng ta có thể mua được tất cả các loại hàng hóa, thậm chí còn nhiều hơn ở trên Taobao và 1688 cũng như là trên Tmall. Hơn nữa, một trong những cái thứ rất hấp dẫn, đặc biệt hấp dẫn cho các bạn buôn hàng Trung Quốc đó là ở trên WeChat ấy, thì các bạn có thể nhập được hàng fake, hàng siêu cấp, hàng rep, hàng 11 của tất cả các cái hãng nổi tiếng như là Nike này, Adidas, Gucci, LV, tất cả các loại hàng hóa, mẫu mã rất là đa dạng phong phú, từ thời trang, quần áo, túi sách, giày dép, đồng hồ nước hoa. Nói chung là tất cả mọi thương hiệu lớn ở trên thế giới đều có hàng bán ở trên WeChat với giá rất là rẻ, và các bạn có thể coi đây là một trong những nguồn hàng mà người dân Việt Nam hoặc là khách hàng Việt Nam rất là ưa chuộng, hàng fake, hàng rep, hàng 11. Tuy nhiên thì để mua hàng được ở trên WeChat ấy, thì bạn cần lưu ý 4 điều nhé. Các bạn chú ý là 4 điều. Thứ nhất là các bạn phải có một cái tài khoản WeChat. Chắc chắn là mua hàng trên WeChat thì các bạn phải có một tài khoản WeChat rồi. Thứ hai là các bạn phải biết được các cái shop bán hàng uy tín ở trên WeChat. Nếu các bạn không biết thì chắc chắn là rất là khó để các bạn có thể nhập được hàng tốt. Ok. Thứ ba là các bạn phải có một tài khoản ngân hàng nội địa của Trung Quốc để thanh toán cho người bán ở trên WeChat. Và thứ tư là các bạn phải có một địa chỉ nhận hàng, hay còn gọi là kho hàng ở Trung Quốc. Vì đa số các cái shop ở trên WeChat cũng giống như là ở trên Taobao và 1688 ấy, thì họ chỉ chuyển ship nội địa Trung Quốc thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết từng bước một nhá. Một là làm thế nào để bạn có được một cái tài khoản WeChat. Rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần mở điện thoại lên. Các bạn dùng điện thoại nhá. Ok, xem điện thoại. Ok, các bạn chỉ cần dùng điện thoại, ví dụ các bạn đang có điện thoại Samsung thì các bạn mở CH Player, hoặc là các bạn dùng iPhone thì các bạn mở Apple Store và các bạn tìm đến cái ứng dụng là WeChat và các bạn cài. Sau khi các bạn cài vào máy điện thoại rồi thì các bạn phải ấn vào đó để tạo tài khoản WeChat bằng chính cái số điện thoại của mình. Tuy nhiên thì có một điều đáng buồn là để mà WeChat chấp nhận cái tài khoản của bạn ấy thì nó là hên xui, tức là 50-50. Vì bạn ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc nên cái việc mà lập tài khoản WeChat khá là khó khăn. Nếu may mắn thì bạn sẽ được WeChat chấp nhận và không cần phải làm thêm một cái bước nào cả. Các bạn cài đặt xong, các bạn đăng ký bằng số điện thoại và các bạn mở lên, các bạn dùng luôn. Nó giống như là Zalo của chúng ta ấy. Còn nếu các bạn không may thì bạn phải nhờ đến một người đã có tài khoản WeChat và tài khoản đó đã hoạt động để quét mã QR code cho các bạn thì các bạn mới sử dụng được cái WeChat của các bạn. Tuy nhiên thì có rất nhiều bạn được người thân, được bạn bè, thậm chí là những người ở bên Trung Quốc ấy quét cho bạn rồi nhưng vẫn không sử dụng được. Đấy, thì điều đó rất là đáng buồn. Tuy nhiên thì mọi cái đều có thể xử lý được về vấn đề tài khoản WeChat. Thì bạn cố gắng xem hết đến cuối cái video này nhé, thì các bạn sẽ biết cách. Ok chưa? Đấy là vấn đề thứ hai. Thứ hai là các bạn phải biết các cái shop bán hàng uy tín ở trên WeChat. Vì khi các bạn đã có tài khoản WeChat rồi và tài khoản các bạn được sử dụng rồi ấy, thì vấn đề còn lại là bạn tìm được người bán uy tín ở trên WeChat. Vì việc mua bán ở trên WeChat này nó dựa hoàn toàn vào niềm tin. Bạn kết bạn với những người bán hàng ở trên WeChat này. Bạn xem ảnh, xem giá,
các sản phẩm ở trên nick của họ. Sau đó bạn có thể chat với họ bằng tiếng Anh chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể dùng Google dịch để dịch sang tiếng Trung để thỏa thuận thương lượng về giá cả, số lượng. Sau đó thì bạn phải chuyển khoản tiền trước cho họ, rồi shop với chuyển hàng cho các bạn. Và hoàn toàn là không có dịch vụ COD giống như Việt Nam đâu nha. Các bạn nhớ điều đó. Tức là các bạn phải chuyển tiền cho họ trước thì họ mới chuyển hàng cho các bạn. Vậy thì vấn đề tìm được shop uy tín ấy, thì tôi có thể cung cấp cho các bạn một loa các cái shop WeChat uy tín đã được bên công ty tôi kiểm định mua hàng từ trước rồi. Từ đồng hồ, kính mắt, quần áo, giày dép, túi sách, nước hoa, đá quý. Các bạn cứ yên tâm nhé. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua cái số điện thoại và cái Facebook cá nhân tôi để ở bên dưới cái phần mô tả của cái video này. Hoặc là đơn giản nhất là các bạn có thể lên Google để các bạn search ra các cái shop uy tín, thì sẽ có rất nhiều các cái đường link, rất nhiều các công ty họ đã tổng hợp được các cái shop uy tín để cho các bạn tham khảo. Ok chưa? Đấy, thì đấy là vấn đề thứ hai về tìm được cái shop bán hàng uy tín ở trên WeChat, thì tôi sẽ giúp cho các bạn cứ yên tâm. Vấn đề thứ ba nhá, là các bạn cần phải có một cái tài khoản ngân hàng nội địa ở Trung Quốc. Điều này thì khá là khó đối với các bạn ở Việt Nam, đặc biệt là các bạn không biết tiếng Trung. Thì ở Trung Quốc nó rất hạn chế việc cho người nước ngoài mở tài khoản ở ngân hàng. Tuy nhiên thì vẫn có, luôn có những cái cách giải quyết, đó là các bạn có thể nhờ các cái công ty dịch vụ dẫn các bạn sang Trung Quốc để mở tài khoản. Chi phí nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 đến 10 triệu cả chi phí đi lại, ăn ở và dịch vụ thông quan. Tức là các bạn sang bên cửa khẩu Trung Quốc để các bạn đến một cái thành phố nào đó và đến một cái ngân hàng nào đó để mở tài khoản, thì sẽ có người dẫn các bạn đi, thì chi phí khoảng tầm 8 đến 10 triệu. Tuy nhiên thì cách này cũng khá rủi ro, vì sau khi các bạn mở tài khoản xong, các bạn giao dịch, các bạn chuyển khoản tiền, đặc biệt là các bạn nào mà chuyển nhiều tiền ấy, thì có thể là sẽ bị cảnh sát Trung Quốc nó nghi ngờ và nó tạm khóa tài khoản đó lại. Thì lúc này các bạn lại phải sang Trung Quốc và giải trình và xử lý để mở lại cái tài khoản, thì nó rất là phức tạp và rắc rối. Thì có một cách đơn giản hơn rất là nhiều, các bạn nhớ đấy, luôn luôn có cách giải quyết, đó là các bạn nhờ trực tiếp luôn các công ty vận chuyển hoặc là các công ty order hàng Trung Quốc thanh toán hộ, và bạn chỉ việc chuyển tiền Việt Nam cho họ thôi, và họ sẽ thanh toán cho các cái shop ở bên Trung Quốc với cái tỷ giá Việt Nam và Việt Nam đồng và nhân dân tệ. Thì cái tỷ giá này thì sẽ tùy từng cái công ty order sẽ quy định. Tuy nhiên thì các công ty order Việt Nam ấy, công ty vận chuyển Việt Nam, thì thường là cái tỷ giá nó xem giống nhau thôi. Thì các bạn có thể tham khảo ở dưới cái đường link tôi để bên dưới video. Cái vấn đề thứ tư là liên quan đến kho hàng. Vì cũng giống như là trên Taobao ấy và 168 ấy, thì các cái shop ở trên WeChat ấy, đa số họ chỉ chuyển hàng trong nội địa Trung Quốc thôi. Nên các bạn phải có một cái địa chỉ hoặc là một cái kho hàng ở bên Trung Quốc. Điều này là bắt buộc. Nên các bạn có thể nhờ bạn bè này hoặc là người quen đang sống ở Trung Quốc, và bạn lấy cái địa chỉ của họ rồi đưa cho cái shop bán hàng ở trên WeChat ấy, và shop đó sẽ chuyển hàng về cái địa chỉ của bạn bè các bạn, rồi từ đó thì chuyển về Việt Nam cho các bạn thôi. Hoặc là các bạn phải bỏ tiền sang Trung Quốc mở một cái kho hàng ở biên giới ấy, có địa chỉ, rồi các cái cửa hàng, các người bán ấy sẽ chuyển về cái kho hàng cho các bạn, rồi từ đó thì bạn nhờ các công ty vận chuyển bao biên chuyển về Việt Nam cho các bạn. Đấy, thì có bốn vấn đề như vậy. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nếu bạn không có WeChat này, không biết tiếng Trung này, không có tài khoản ngân hàng này, và thậm chí là không có kho hàng nữa, thì các bạn có mua được hàng siêu cấp, hàng fake, hàng rep, hàng 1-1 ở trên WeChat không? Câu trả lời của tôi là hoàn toàn có nha. Các bạn có thể mua được. Đơn giản lắm ạ. Các bạn chỉ cần tìm hình ảnh này hoặc tên sản phẩm này. Thậm chí các bạn có shop WeChat rồi ấy, có người bán ở trên WeChat rồi ấy, thì bạn chỉ cần chuyển thông tin đấy cho bất kỳ một công ty order hàng nào hoặc công ty vận chuyển nào đó. Sau đó thì bạn nhờ họ đặt hàng hộ thôi. Và bạn chỉ mất thêm một chút xíu chi phí không đáng kể cho cái dịch vụ đặt hàng này. Và thế là bạn đã có được cái nguồn hàng ưng ý này,
giá cực kỳ rẻ và thường là nó sẽ bằng 1/2 so với giá bán ở Việt Nam thôi. Tuy nhiên thì kinh nghiệm của tôi là một số những cái mặt hàng đặc biệt đấy, hoặc là những hàng đặc biệt đấy, thì giá nó chỉ bằng 1/4 hoặc 1/5 giá ở Việt Nam, tức là các bạn có thể bán lên gấp 4, gấp 5 lần ở Việt Nam. Điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra. Đấy. Thì đến đây thì tôi đã chỉ cho các bạn cái cách mua